chúng ta nên cố gắng. Nhưng mà Ngọc Thái nhắc cái điều này nữa, nhắc để chúng ta nên cố gắng, chúng ta nhìn vào cái bối cảnh hiện nay, xã hội ngày nay nó có nhiều cái diễn biến xảy ra. Đây là cơ hội, mà cơ hội mà nói là không phải tận diệt là ông trời ông sập cái một, không phải đâu, mà cái tận này là tận diệt, tận chứ là hết, diệt là mất, là nó mất hết. Mà nó mất hết, thí dụ bây giờ giai đoạn chỗ này động đất, chỗ kia nó động đất, chỗ nọ cháy nhà, chỗ nào thí dụ vậy, mới động đất chỗ này chưa dứt là cái xảy ra động đất chỗ kia, thí dụ vậy. Còn chiến tranh nó đủ thứ hết, thì cái này nó là cơ, cái cơ tận diệt nó đang đi đến giai đoạn, chứ không phải là đến cái một. Nhưng mà cái cơ này nó làm gì? Để cho có người có duyên với Phật pháp mà thức tỉnh tu hành, nó còn có cơ hội. Chứ nó đến khi mà một cái một nữa thì chúng ta không có cơ hội để giác ngộ nữa. Đức Phật cũng là đản sinh đó, mà Đức Chúa Giêsu là giáng sinh, mà Đức Quỳnh Giáo Chủ chúng ta cũng là đản sinh. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu cái ý nghĩa đó, nó quan trọng lắm. Nhưng mà tại sao ngày xưa Đức Phật thì đản sinh ở tại trung tâm Ấn Độ, mà cách nay hơn 2600 năm thì Đức Quỳnh Giáo Chủ là đản sinh tại miền Nam đất nước Việt Nam, và chúng ta lại là người miền Nam, chúng ta lại là Việt Nam, người Việt Nam? Thì cái điều này chúng ta thử hỏi coi, xưa nay không có mấy khi, chúng ta xét kỹ là coi coi khi nào mà có Phật ra đời đâu, hiếm lắm. Mà hôm nay là rõ ràng là dương trần có Phật, vậy mà xuống đây Đức Thầy nó minh định như vậy, nó hiếm như lắm, chứ không phải dễ đâu. Đâu phải chúng ta muốn gặp Phật là dễ. Xưa đó, ông Phật ở trung tâm Ấn Độ cách nay hơn 2600 năm, chúng ta có phải là ở đâu, chúng ta lúc đó chúng ta đang ở đâu, suy nghĩ là coi chúng ta đang ở đâu, chúng ta có quy với Đức Phật chưa, hay là chúng ta vẫn còn ở trên đất nước Việt Nam mà chúng ta muốn cầu Phật chúng ta phải qua Ấn Độ, ví dụ vậy. Giống như là ông Trần Huyền Trang, ông từ ở nước Trung Hoa mà ông đi qua thỉnh kinh, không qua từ Ấn Độ, ông bỏ công sức người mấy năm như vậy mới thỉnh được cái bộ kinh đó, ví dụ vậy. Đây là cái quá trình mà người ta đi tìm đạo, nó mới cực khổ gian nan lắm. Còn bây giờ đạo lại tìm mình, phải tìm mình không? Bây giờ mình muốn tu, đó là bà con ta ủng hộ cho mình nè, ủng hộ cho mình là máy nghe giảng nè, ủng hộ cho mình sấm giảng, ủng hộ cho mình áo tròn, ủng hộ cho mình tam bảo, tất cả những phương tiện là bà con đều ủng hộ. Nếu chúng ta đều giác ngộ thì ai là ủng hộ cho mình đây? Là người đồng bào của mình, là nhân loại của mình, là người đồng bào, tức là người tín đồ, người ta đã tu trước, người ta thấy được cái kết quả đó, người ta mới ủng hộ cho mình đó chứ gì đó, người ta trợ duyên cho mình tu tập tiếp. Cho nên là bây giờ mình không cần phải đi tìm đạo, mình chỉ cần trở về cái giới cội nguồn thì mình hưởng hạnh phúc ngay chỗ đó, chứ không phải đi tìm xa xôi, không phải là phải đi cầu đạo. Ngày xưa đó, khi mà ông Huệ Khả, tức là ông thần quan mà ông đi cầu đạo Đức Bồ Đề Đạt Ma đó, là ông phải chặt đứt cánh tay, ông ngồi ở ngoài, ông ngoài tuyết rơi ở ngoài đó, ông ngồi mấy ngày mấy đêm như vậy ông cầu đạo đó. Nhưng mà thường ông cầu đạo giải thoát là như vậy đó, cực khổ gian nan lắm. Mà mình hôm nay là Phật ông thị hiện ngay trước mặt của mình mà mình còn đi cầu đâu nữa, thì mình quá là may duyên tốt phước rồi. Cho nên vì thế thì ở đây đó, trong một cái chuyến đi nào cũng vậy, cũng có những cái người mới, chẳng hạn như là mấy em đây, nó là một cái người mới, hoàn toàn là mới vì cái nơi thánh địa này, và hoàn toàn là mới của người tín đồ giáo bảo, đây là mới hoàn toàn. Thì cái mới này đó chúng ta cần phải tìm hiểu. Nếu mấy em không tìm hiểu thì thật ra mà nói là mấy em rất là nghi ngờ, và nó đôi khi chúng ta chưa đặt cái niềm tin, và chúng ta chưa rõ, thì cái này nó sẽ có hại cho mình. Mà mình phải đặt cái niềm tin, mình phải hiểu, tìm hiểu cho nó rõ mục đích của mình như thế nào, ông thầy ra sao, cái này có phải là ông Phật không, giáo lý này có phải là chánh đáng hay không, ví dụ vậy. Mà tại sao bao nhiêu người tín đồ Phật giáo mạo người ta làm được như vậy, lý do gì mà bao nhiêu người tín đồ Phật giáo mạo người ta cũng nghèo chứ đang nó giàu đâu mà ta dám hy sinh cả vật chất tinh thần lỗ đạo vậy, ví dụ vậy, ta đặt cái câu hỏi đó. Còn bây giờ bao nhiêu người xung quanh ở bên ngoài người ta giàu có lắm chứ, người ta cũng là cho rằng mình là người đã tính lành, người ta cũng chẳng rồi mình cho mình là người đạo Phật, ví dụ vậy. Nhưng mà người ta đôi khi bây giờ cái làm của người ta thật sự mà nói làm cho nó có được như là cái người trọn vẹn, ví dụ như làm hy sinh như cả như là cái người tín đồ Phật giáo, tín đồ Phật giáo mà chưa, cái thật mà nói cái người tín đồ Phật giáo mà là thật thà là chân chất, có nghĩa là người nghèo nhưng mà dám hy sinh cho vật chất, hy sinh cả một cái tinh thần của mình, tài sản của mình. Cái tài sản của người Phật giáo mà đôi khi nó đâu phải là giàu có gì đâu, nhưng mà trong cái ngày lễ người ta dám hy sinh ra cả vài ba triệu, 5-10 triệu hoặc là 1-2 triệu. Có người thì có tiền thì người ta làm nhiều, không có người ta vẫn làm hết cả khả năng của mình. Nói như vậy là làm là gì ấy, có phải là gì thầy không, thầy là ông Phật cho nên thầy ông dạy sao mà người tín đồ phải làm vậy.
Và anh chị tín có nghĩa là tin, mà chỉ đồ là con đường, là chúng ta làm theo con đường Đức Thầy dạy, là nó là tín đồ đó, nó như vậy. Cho nên vậy thì bây giờ hôm nay nãy giờ mà mình đã cúng lại đó, mình đã quy y, đó là hôm nay Đức Thầy chứng mình là người tín đồ rồi đấy nghe. Mình Đức Thầy chứng mình là người tín đồ đó. Tín đồ tức là người đã đi làm theo con, là đi theo con đường Đức Thầy dạy, là đó là tín đồ. Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm là đánh giữ là quy y rồi đó, quy theo mấy ngày đó, tu hiền theo Phật đạo đó là tín đồ rồi. Cho nên không cần bây giờ quý vị về thượng tam bảo hay không, cái chuyện đó là chuyện sau đi, nhưng mà bây giờ đã nguyện cái bài quy tức là Đức Thầy đã chứng minh cho mình rồi, Đức Thầy chứng minh rồi đó. Cho nên Ngọc Thái đã nói với cái phái đoàn của chúng ta trong nhiều lần như lắm, khi quý vị mà có cúng lại rồi thì chắc ăn quý vị đã quy y rồi, nhưng mà cái quy y đó của mình đó nó chậm hay mau, và nó nhanh hay như thế nào đó, nó tiến bộ hay là chậm lục thì do nó mình. Chúng ta nên cố gắng, nhưng mà Ngọc Thái nhắc cái điều này nữa, nhắc để chúng ta nên cố gắng, chúng ta nhìn vào cái bối cảnh hiện nay, xã hội ngày nay nó có nhiều cái diễn biến xảy ra. Đây là cơ hội, mà cơ hội mà nói là không phải tận diệt là ông trời ông sập cái một, không phải đâu, mà cái tận này là tận diệt, tận chứ là hết, diệt là mất, là nó mất hết, mà nó mất hết. Thí dụ bây giờ giai đoạn chỗ này động đất, chỗ kia nó động đất, chỗ nọ cháy nhà, chỗ nào thí dụ vậy, mới động đất chỗ này chưa dứt là tư kế xảy ra động đất chỗ kia, thí dụ vậy. Còn chiến tranh nó đủ thứ hết, thì cái này nó là cơ, cái cơ tận diệt nó đang đi đến giai đoạn, chứ không phải là đến cái một. Nhưng mà cái cơ này nó làm gì? Để cho có người có duyên với Phật pháp mà thức tỉnh tu hành, nó còn có cơ hội. Chứ nó đến khi mà một cái một nữa thì chúng ta không có cơ hội để giác ngộ nữa đó. Mà bây giờ chúng ta nhìn nó bên ngoài như vậy thì chúng ta mới giác ngộ được rồi, đây rồi đây sẽ đến mình nữa sao. Cái khổ khi đã, thí dụ như bây giờ là một cái cơn lửa cháy, một cái cơn động đất, mà chúng ta ở ngay đó thì chúng ta cũng đang tiêu, không có cơ hội để tu tập nữa. Mà may quá là chúng ta còn ở đây, chúng ta nhìn thấy được cảnh đời như vậy, chúng ta trải qua cái cơn dịch bệnh khủng khiếp rồi. Nhưng mà Ngọc Thái gần đây đó có một cái người bạn gửi cho cái Ngọc Thái một cái thông điệp rất là gấp rút ở trong cái thời kỳ này. Cái thông điệp đó thật sự mình nói là cái hậu Covid. Cái hậu Covid hiện giờ nó đang ngấm ngầm ở trong cơ thể của con người chúng ta. Mà cái hậu Covid này mà đến khi mà nó diễn biến rồi đó, thì bác sĩ cũng không thể nào trị được cái hậu Covid này đâu. Không có thuốc nào trị được hết. Mà nó chết coi như là chết chồng, chết mà chung chồng không phải thường đâu. Cho nên cái ông bạn đó mới nhắn tin nói rằng bây giờ chỉ có một cách là mình ráng tu thiền định, ráng tu tập để làm sao mình mới vượt qua những cái nghiệp này. Cho thật ra mà nói đến cái hậu Covid này thì thôi chúng ta không thể nào mà lường trước được đâu, nó khủng khiếp lắm. Cho nên như thế đây là chúng ta nên tranh thủ cái thời gian khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay và chúng ta có cơ hội để giác ngộ với Phật pháp, thì cái hộp giống Phật là chúng ta còn, chúng ta sẽ có mặt ở trong nhà Long Qua đây họ chúng ta tu tiếp. Đây là cái may mắn đó, thời kỳ là thời kỳ ăn xá, thời kỳ chót rồi. Cho nên chúng ta cố gắng tranh thủ giống như bây giờ là chị hai, là người thường gọi là chị Út đó, thì chỉ là thứ hai, còn ông xã chỉ là thiếu Út. Thì cho nên mình thấy rõ ràng là chị là một cái người giống như chị Phụng, ví dụ vậy. Thì mấy chị là người ăn chay cũng đã lâu, và cũng mấy chị cũng là có công phu niệm Phật, ví dụ vậy. Thì đây là mình thấy là đây là một cái cơ duyên rất tốt, mà ở đây đó là cái vùng ở Bến Tre thì cái vùng đạo rất là hiếm, và bà con tu tập cũng rất là hiếm. Mà chính Ngọc Thái đây là có cái nguyện vọng là sẽ đi đến đó, chứ không phải là đi đâu. Mà đi đến đó không phải là đi chuyện đơn thuần, không phải đi chơi đâu, mà đi để làm sao để tạo cái nhân duyên với bà con, và làm sao để xây dựng cái mối đạo ở đó cho thật lớn nữa kìa, chứ không phải là đi, không phải đi không đâu. Cho nên Ngọc cái nguyện vọng như vậy, nhưng mà tại vì mình chưa có đủ thời gian, bởi vì ở đây bổn phận của Ngọc Thái là còn cha mẹ già, cho nên cái bổn phận chưa thể nào đi đâu được, mà nó thấy nó không có cái tinh thần để mà lo cái gì nó nhìn đỡ nổi. Chứ thật ra là đây là cái nguyện vọng mà người ta xây dựng một cái tòa lầu đài đạo hạnh vô thượng vô song rô truyền mãi mãi với hậu thế, chứ không phải đơn thuần đâu. Cái chỗ nào mà cần phát triển thì người ta sẽ cho phát triển ngay chỗ đó, phát triển nhằm mình cái mối đạo, xây dựng ngay chỗ đó để phát triển. Như cái chỗ của anh Út, chị Út Đen đây là phát triển, cái chỗ của chị Phụng là phát triển như thế nào để cho những người ở đó xung quanh người ta biết được như thế nào về cái người, về cái đạo Phật giáo Hòa Hảo, nên chúng ta phát triển ngay chỗ đó. Cho nên như thế, giờ đây thì trong quý vị thấy rằng nè, ở trong cái xã hội ngày nay, trong cả thế giới ngày nay, chúng ta xem là có biết bao nhiêu cái mối đạo, nhiều lắm, mối đạo thì nhiều lắm.
Nhưng mà giống như ở trên thế gian là bây giờ có biết bao nhiêu loại xe, thì chúng ta coi xe nào. Hồi trước chúng ta mới hồi đó mới qua nghèo khổ thì chúng ta chạy xe 50, 78, 67 nó có giá trị rồi, phải không? Thì bây giờ khi xe 50, 78, 67 bây giờ mà chúng ta chạy lên một cái chiếc riêu 100 là thấy nó hơn chiếc xe 50, 78, 67 rồi, phải không? Chạy nó mướt hơn rồi, nó có giá trị hơn rồi. Nhưng giờ đây nữa bắt đầu nó sẽ còn một chiếc xe khác, nó còn chạy phân khối còn lớn hơn là 110, 125, 150 phân khối, 250 phân khối. Vậy xe nó có nhiều hãng, nó có nhiều thương hiệu. Chúng ta hiện nay xe nó là phương tiện, chúng ta nên chọn coi xe nào ít hao xăng, ít hao xăng mà đi nó mau tới, chúng ta chọn coi, phải không? Chúng ta nên chọn, bởi vì xe nó quá nhiều hãng đi, thì chúng ta chọn coi cái nào nó phù hợp với cái giá tiền của mình để chúng ta đi. Thật ra nó là phương tiện thôi chứ không có gì hết. Chúng ta đừng có sợ. Xe này hồi trước tôi chạy 78, bây giờ tôi thấy cái phương tiện nó cần phải hơn chút xíu nữa. Còn cái phương tiện này nó lại là gọn hơn và nó đi lẹ hơn, thì chúng ta nên chọn cái phương tiện đó. Ví dụ vậy. Giống như bây giờ Đức Phật ngày xưa, Đức Phật dạy cho các môn nhân đệ tử các nó tôn giáo như thế nào vân vân. Nhưng hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta tu con đường là tu tắt. Vừa học Phật, học Phật tức là học cái giáo lý của Đức Thầy, mà tu tức là tu với mọi người, đó là chương trình tu tắt đối với đồng đạo. Cho nên cái chương trình của người tín đối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tu đó là tu đây là cái hạnh của Bồ Tát không à, có phải là tu tắt không? Tại sao làm cái hạnh Bồ Tát? Bây giờ mình dám làm cái hạnh nguyện của Bồ Tát là bố thí nè, nhẫn nhục là trì giới tinh tấn thiền định và trí huệ, đây là cái chương trình mà chúng ta đang hành cái hạnh nguyện của Bồ Tát cũng là bố thí. Mà cái người tình đối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà lại là cái hạnh nguyện là bố thí là nhiều nhất. Bố thí trong đó nó có gì? Nó có tài thí nè, pháp thí nè, vô úy thí nè. Thì bây giờ nếu ai mà làm được cái hạnh nguyện của Bồ Tát đó là hạnh nguyện bố thí, thì chúng ta bây giờ chúng ta đang xả thân để giúp đời, hoàn cảnh khó khăn nào chúng ta vẫn giúp, mặc dù á, chúng ta nhịn cái miếng ăn, nhịn cái mặc, nhịn cái ở của mình, chúng ta giúp đỡ cho mọi người, đó là hạnh của Bồ Tát không đó, hạnh Bồ Tát không. Chúng ta đang làm hạnh Bồ Tát mà chúng ta đang làm cái ông Phật, chúng ta đang làm Phật ở thế gian, bây giờ chúng ta có phải làm Phật không? Bây giờ thương cái người đó, thấy người đó khổ là thương họ, đó là từ đức bi, mà thương họ mà giúp đỡ họ đó là đức đức từ từ tức là thương họ, mà bi là cứu họ, từ là ban vui mà bi là cứu khổ. Như vậy thì hai cái đức từ này chúng ta đang làm hàng ngày là chúng ta đang làm hạnh ông Phật không đó, có phải không? Giống như chị Út, chị hai đây là cái người, chị hai thì ở là Cà Mau nhưng mà quê của ông xã của chị là ở Bến Tre đó. Thì bây giờ chị thì đâu có tiền bạc nhiều, cũng nghèo vậy, nhưng mà cái hạnh nguyện của chị cũng là muốn giúp đỡ cho mọi người, đó cũng là hạnh nguyện Bồ Tát. Hạnh nguyện Bồ Tát nó không phải đợi mình giàu, không phải đợi mình có tiền tiền muôn bạc vạn, không phải, mà chúng ta đang làm cái hạnh nguyện của ông Phật trong hiện tại. Giống như bây giờ là anh chồng chồng của chị hai tức là anh Út, thì bây giờ ảnh mặc dù ảnh thì là chưa phải là cái người chơi trường giống như chị hai nhưng mà anh phải nói là cái lòng từ bi của anh nó cũng rộng lớn vô biên lắm. Hôm mà anh đi với đoàn thì anh xả thân anh giúp cho đoàn, anh lo cho đoàn, không nể gì cái cực khổ của anh. Đó cũng là cái tinh thần của đạo Pháp nó không ngoài, đó cũng là cái tinh thần của đức từ đức bi của Đức Phật ra làm được, hy sinh cho đoàn, hy sinh cho anh chị em, làm tất cả những gì cho anh chị em, mặc dù mình cũng khổ lắm, cũng cực khổ, nhưng mà không có khờn lòng, không có nản chí và cũng không có than gian, không vất vả gì hết. Mặc dù như vậy thì đó cũng đang làm cái hạnh nguyện của Bồ Tát đó. Cho nên nó đây quý cô bác mạnh chúng ta tu nó, tức là hàng ngày ở sớm mình có ai khổ mà chúng ta thương họ, giúp đỡ họ, đó là cái hạnh của ông Phật đó, chứ không có xa xôi, không có gì chứ. Vì thế thì bây giờ đây hôm nay đó trong cái ngày đại lễ này mà ở đây có mấy em anh chị chúng ta đến đây, có người thì đã đến nhiều lần và có người cũng đã đến một lần, đây là lần đầu tiên. Vậy thì về đến đây mà đoàn đã giới thiệu là đi đến đây để làm gì, có phải là đi lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ không? Đoàn có nói gì không? Trưởng đoàn có nói không? Có nói là đi hôm nay thì mình đi lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ phải không? À có nói. À mà cái ngày lễ này là ngày gì, là lễ gì? Đoàn có nói không? Trưởng đoàn có nói không? Lễ Đản Sanh. À lễ Đản Sanh Đức Quỳnh Giáo Chủ, mà Đức Quỳnh Giáo Chủ là hồi đó ngày khai sáng đạo và ngày ra đời, hồi nào mà ngày khai sáng đạo nhà năm mấy, ví dụ vậy là bao nhiêu tuổi? Không có nói. À chưa có nói.
như thì cái ngày ra đời đó là năm Kỷ Mùi là năm 1919. Năm Kỷ Mùi năm 1919 là vào ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi. Là năm 1919, đó là ngày Đức Thầy đản sinh. Mà cái ngày đản sinh của Ngài nó quý báu vô cùng lắm. Khi có dịp chúng ta có thể nghe là những mẫu chuyện bên Thầy, mẫu chuyện bên Thầy, nhưng ở đây chúng ta có thể kể khái niệm thôi. Một hôm Đức Bà nằm mộng. Khi Đức Bà nằm mộng thấy mình đi về cái cõi tiên, và Đức Bà được một cái vị nhân đó cho ăn trái đào, mời đây là cái phần quà của bà ăn trái đào. Thì khi mà Đức Bà ăn trái đào xong đó thì Đức Bà là thọ thai đó. Thì bây giờ là sau khi mà thọ thai xong, đúng cái ngày khai nở ra, đặc biệt là một hài nhi, mà một hài nhi này nó khác hơn hài nhi ở thế gian, nằm ở trong một cái bọc rất là trong trắng, rất là sạch sẽ. Nhưng mà sanh ra rồi thì không phải khóc như bao nhiêu đứa trẻ khác. Đây là một cái điều đó, không phải khóc như bao nhiêu đứa trẻ khác. Đó là một cái điều kỳ. Rồi bắt đầu từ từ ngày lớn lên, dần lên khoảng 5-7 tuổi thì ngài đã có cái lòng từ bi rồi. Ngài đi đồng, gặp ai đó bắt cóc, bắt nhái, bắt những con vật thì ngài đã van xin, cũng như ngài đã kêu tha tội cho nó. Và ngài đã cứu sống những cái loài đó rất nhiều lần như vậy. Rồi đến khi ngài dần lớn lên như vậy, cho đến ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939, thì lúc đó ngài khai sáng cái mối đạo ta gọi là đạo Phật giáo Hòa Hảo ngày hôm nay đây. Sở dĩ chúng ta đi cái ngày này đó, gọi là chúng ta nhớ tới cái ngày mà Đức Thầy ra đời, tức là ông Phật ra đời ở tại cái làng Hòa Hảo. Là ông Phật đó đản sinh, tức là từ ở trên cõi Tây Phương mà ngài thể hiện cái đời. Mà chữ đản sinh đó là cũng chỉ cho một vị tối cao, một vị bậc Phật ra đời, đó là chữ đản sinh. Còn chúng ta là gọi là gì? Chúng ta gọi là gì nè? Chúng ta gọi là đầu thai. Mà ông Phật có gọi là đản sinh. Còn cái chữ giáng sinh như Chúa Giêsu là từ ở trên cao mà ngài xuống, gọi là giáng. Còn cái chữ đản tức là ông Phật thể hiện ra đời, đó là đản sinh. Cũng như Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài là một vị Hồ Tát Bộ Minh, Hồ Tát Bồ Tát Hộ Minh. Ngài từ cõi cung trời đâu xuất, ngài thể hiện xuống để làm Thái tử Sĩ Đạt Ta, đó cũng gọi là đản sinh. Thì hôm nay Đức Thầy của chúng ta cũng vậy, đó là một đản sinh, như là ông Phật. Cho nên như thế đó, vậy thì ở đây Đức Thầy chúng ta có những cái điều kiện gì, có những cái màu nhiệm thế nào, và tất cả quý đồng đạo chúng ta có niềm tin như thế. Còn khi ngày ra đời học như vậy thì lúc vào trường học với các vị thầy giáo, thì khi thầy giáo dạy đến đâu thì ngài đã hiểu hết rồi. Cho nên các bậc này gọi là gì? Sinh như tri, không học mà biết hết. Khi dạy đến đâu thì ngài đã biết hết rồi, đến đó rồi. Cho nên thầy giáo phải là nể phục ngay chỗ đó, không phải là bậc thường. Ở thế gian nó có ba bậc: sinh như tri, học như tri. Có nghĩa là cái bậc sinh như tri là bậc sinh ra đời đã hiểu, đã biết, đó là Phật, Bồ Tát. Học như tri là chúng ta có học chúng ta mới biết. Và cái hạng thứ ba tức là học như bất tri, học mà không hiểu không biết nữa, thì cái hạng này quá là tối rồi. Như vậy, cho nên như thế thì bắt đầu đến ngày học tới lớp 5 trường làng, thì lúc đó là cái xác của nhà bắt đầu nó hành rồi, ngày không còn học nữa. Thì tại sao ngài không học mà ngài lại quốc nhiên tỏ ngộ, rồi ngài khai sáng cái mối đạo, ngài lại trị bệnh cứu đời, mà ngài có nhiều cái kỳ lạ là ngài cứu thử hoàng sanh, thí dụ vậy? Chúng ta sẽ từ từ chúng ta nghiên cứu kỹ, chúng ta xem lại những cái điều đó. Vậy thì hôm nay rõ ràng đây là một cái nhân duyên mà anh chị em chúng ta đến đây đó, nó không phải là chuyện bình thường đâu, không phải ngẫu nhiên đâu. Còn phải nhớ rằng cái năm cách đây khoảng vài tháng đó, là có một cái đứa em này nó ở ngoài Lâm Đồng. Thì ở đây có nhiều người bạn, lúc đó có nhiều người bạn này cũng đang ở Trà Vinh. Trà Vinh thì giữa Trà Vinh với Bến Tre hầu như nó cũng giáp với nhau, nó cũng gần lắm. Thì lúc đó bây giờ đó là Ngọc Thái đang hướng dẫn anh mấy anh chị em đang lên tổ đình để đi cúng, để viếng tổ đình đó. Thì khi mà đứa em ở Lâm Đồng đó, tự nhiên là mình vừa cúng ở tổ đình xong, mình sắp sửa ra xe về, thì đứa em nó tới liền. Nó tới với nó hỏi với cái anh bảo vệ trong tổ đình đó, nó hỏi gì chứ chú ơi, bây giờ ở đây có ai
có cho ngủ qua đêm không, rồi có nhà trọ nhà nghỉ gì không. Là con là cái người ở ngoài Lâm Đồng đến đây lần đầu tiên, thì mình đang cúng xong mình chưa cởi áo choàng nữa, thì mình nghe đứa em này nó nói như vậy thì mình thấy rằng biết rằng ở trong này không có ai, không có cho ngủ đâu. Em nó hỏi thì hỏi chứ bây không có ai mà cho ngủ hết. Mà trong lúc này thì thời gian này buổi tối rồi, mà em nó là con gái, mình cũng đang hồ nghi, mình cũng có đang tìm hiểu coi em này nó thật hay nó giả, em này nó là người như thế nào, mình cũng đang tìm coi. Thì lúc đó mình mới lại hỏi, vậy thì em bây giờ em đến đây mà em cần chỗ ngủ phải không? Nếu như em cần chỗ ngủ thì thôi bây giờ sẵn ở đây thì anh sẽ chở em đi về dưới cái nhà của anh ở dưới này cho em nghỉ một đêm. Thì khi mà nó nói, nó kể lại đó, thú thật mà nói là lần đầu tiên nó đi đến đây là bằng cái giác quan của nó, chưa ai hướng dẫn đường từ Lâm Đồng đi về Tổ Đình. Là từ hôm qua là đi xe đò tới đây là khoảng 7 giờ mấy ở Tổ Đình, 7 giờ mấy gần đóng cửa rồi. Nếu như nó không gặp Ngọc Thái, nếu em không gặp Ngọc Thái thì em sẽ chơi vơi ở trong một cái đêm này, không biết phải đi đâu. Nhưng mà may duyên quá, may duyên nghe chú nói là vì nó biết rằng nó tin tưởng Đức Quỳnh Giáo Chủ, nó nghe được Đức Quỳnh Giáo Chủ cho nên nó tin, và hầu như nó có một cái điều gì đó linh nghiệm ở nơi tâm của nó, cho nên nó phải quyết định trở về. Nếu em đó trở về đây mà may duyên là gặp được Ngọc Thái thì Ngọc Thái mới hướng dẫn trở về đây, rồi tâm sự chuyện trò Ngọc Thái cũng hướng dẫn đi núi. Cái lòng cảm ơn cái nhân duyên đó, thật sự mà nói là nếu không có duyên thì chắc có lẽ là không gặp Ngọc Thái đâu. Thú thật mà nói, thật mà nói vậy, nếu thầy không vận chuyển thì đứa em nó không bao giờ gặp Ngọc Thái. Nếu như đứa em nó tới sớm một chút xíu thì cũng không gặp, và đứa em nó tới trễ chút xíu cũng không gặp Ngọc Thái nữa. Đó là một cái nhân duyên mà phải nói là nhân duyên hội ngộ thờ rất là khó gặp. Cho nên đây chúng ta nên nhớ rằng tất cả khi chúng ta đã bước vào đạo rồi thì thầy sẽ vận chuyển chúng ta hết, chúng ta đặt niềm tin vào đó. Vậy thì thôi, giờ đây ở đây trong cái ngày hôm nay đó, chúng ta phải biết là thế này nè, là cái lịch sử Đức Quỳnh Giáo Chủ chúng ta cần phải tìm hiểu là một. Hai, chúng ta cần phải hiểu được khi Đức Thầy ra cái tông chỉ thì có hai cái bài cúng hàng ngày chúng ta cúng đó, tức là sớm chiều. Thì ở đây khi mà cái bài cúng chúng ta cần phải hiểu được cái nghĩa của bài cúng thì chúng ta mới đặt đức tin. Thứ ba, ở đây thì Ngọc Thái đã nói với anh Bảy là chiều rồi, chứ đây Đức Thầy ra đời, tại sao Đức Thầy lại là dạy cái người tín đồ một giáo họ thờ đơn giản? Đây là cái ngôi của Quyền Thất Tổ, chúng ta nhớ rằng đây là ngôi của Quyền Thất Tổ. Thì cái ngôi của Quyền Thất Tổ, thí dụ bây giờ cái nhà của mình á, mà bây giờ mình không có cái tủ thế này thì chúng ta vẫn làm một cái miếng nhôm hay hoặc là một cái miếng dán bự nào đó, chúng ta làm một cái bát, bắt hai cái bát chữ L vô, thì đây cũng là một cái ngôi của Quyền Thất Tổ. Thì ở trên đây chúng ta vẫn để là cái bảng của Quyền Thất Tổ, xuôi hay là bảng ngang cũng được, đó là một cái ngôi thờ của Quyền Thất Tổ. Nên chỉ đơn giản như thôi, chứ không có cái tủ thế này, không có cái bàn thế này, không có ghế thế này, thì chúng ta vẫn đóng cái miếng dán như cái gì, dán sạch sẽ trang nghiêm. Ở trên cũng vậy, trên đây chúng ta vẫn có một miếng dán giống vậy, chúng ta vẫn để lên rồi chúng ta đàng hoàng hết cũng gì đó, một cái ly hương, một cái ly nước, một cái chung bông, đó là tượng trưng cho cái sự thờ cúng hàng ngày của chúng ta. Nên chỉ đơn giản thôi chứ không có gì hết. Rồi hai bên hình thầy của chúng ta đây, Đức Quỳnh Giáo Chủ đây là một bên, bên tả và bên hữu, và song dưới cái bức trần già, tức là đây là cái bức trần già mà chúng ta thờ đó, nó gọi là Tam Bảo đó. Thì trong bức trần già này là màu nâu, tức là chúng ta đang mặc á, màu nâu nó gồm có cả mâm năm màu, xanh đỏ trắng vàng đen, thì năm màu này nó hợp lại ý chỉ cho sự hòa hợp, không phân biệt tôn giáo và không phân biệt, gọi là cái sự này lòng từ bi của Phật là ngay chỗ đó. Cho nên sở dĩ chúng ta thờ cái tấm trần điều này đó, không thờ hình cốt, không thờ hình ông Phật nào hết, nhưng mà nó tượng trưng cả mười phương chư Phật như vậy. Sở dĩ chúng ta thờ, có nhiều người hỏi tại sao Đức Thầy không cho thờ hình giấy mà tại sao ông lại thờ hình Đức Quỳnh Giáo Chủ. Xin thưa quý đồng đạo, Đức Quỳnh Giáo Chủ đây là hình thật, người thật, hình thật. Mà tại sao vậy? Ngài thời xưa ngài cũng như mình, người ta chụp lại bằng máy ảnh đàng hoàng, không phải là họa hay là mô phỏng, không có, mà chụp lại con người thật, con người thật, con người có thật ở thế gian thật sự. Và tôi thờ Đức Thầy ở đây tức là hình thật, người thật, không phải mô phỏng. Thứ hai nữa, tôi thờ Phật ở đây đó là tôi có niềm tin đối với Thầy của tôi hàng ngày, cho nên thờ Phật đã là tỉnh cơn ác mộng. Thì khi như vậy thì đó, chúng ta nhìn kỹ là khi mà quý vị nhìn đó, nếu như ai ai mà nhẹ nhẹ chúng ta dám nhìn thẳng vào hình Thầy không?
là bữa nào mà anh Út mà lỡ nhậu, anh Út nhậu qua bữa sau nhìn thẳng hình thầy coi, đối diện với thầy nhìn trực thẳng vào thầy coi, quý vị có hổ thẹn không, có cảm xúc không, mình có lỗi gì đó, đâu có ai dám khi nào mà nhìn thẳng vào hình thầy không. Bây giờ bữa nào anh Bảy làm thử coi, đối diện với thầy mà anh nhìn thẳng vào thầy, bây giờ anh muốn có cái nguyện vọng gì, anh nhìn thẳng vào thầy cho em coi, rồi anh nguyện vọng coi. Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân trình đảo lai. Đó là như vậy, cho nên như thế đó, đừng tưởng rằng như vậy mà thầy không ở bên mình. Nếu như mình có tưởng, mình có cảm thì ngài đến với mình trong một sát na mà thôi. Nhưng bây giờ bữa nào quý vị mà có những cái điều gì đó, quý vị có điều gì đó mà hơi khó xử, gia đình nào đó mà hơi khó xử, chúng ta thử hướng gì thầy mà chúng ta cứ nguyện coi sao, đặt cái niềm tin đối với thầy coi sao. Đây là hình thật, người thật, là ông Phật có thế gian, ông Phật thị hiện, là mượn cái xác của đức ông con, của đức ông, đức bà, đức bà. Chúng ta thấy rõ ràng đó là hình thật, người thật. Thì bây giờ chúng ta bữa nào chúng ta nhìn kỹ hình đức thầy, rồi chúng ta chiêm ngưỡng thử coi, rồi chúng ta nguyện cầu thử coi sao, coi như thế nào, có những cái điều gì nó linh ứng không. Thì bây giờ em hỏi thử, em nói thử gì thôi à. Có nghĩa là nếu mình chưa có đủ niềm tin thì mình thử coi sao. Đó. À. Cầu cho chồng con anh, cho trường, cho con của anh, hết cả nhà, chứ cầu cũng nhiều đó. Cái đó là phải cầu tha lực rồi đó. Chính bản thân của em đây cũng vậy. Hồi trước em cũng phải cầu. Em phải cầu làm sao cho gia đạo mình vuông tròn. Mà Đức Thầy nói là tu cầu gia đạo vuông tròn. Chồng hòa vợ thuận với cháu con thảo hiền, mình tu là sẽ như vậy đó. Vậy thì thôi bây giờ đây đó. Cái quan trọng nhất là ba ngôi thờ thì các người tín đồ của giáo hòa hảo là phải có. Chúng ta thờ đơn giản lắm. Ví dụ như hồi xưa khi mà Đức Thầy chưa ra đời đó, thì hầu như là bên tả là có ông Độ Mạng, là bên hữu là có bà Mẹ Xanh, hay hoặc là Tổ Cô, Thánh Anh La Sát gì đó. Là khi mà Đức Thầy chưa ra đời thì hầu như cái điều này nhiều lắm. Tại vì người ta chưa có đặt đức tin vào ai, người ta chỉ đặt đức tin vào ông Độ Mạng, ta đặt đức tin vào Mẹ Xanh, ta đặt đức tin vào bà Tổ Cô, Thánh Anh La Sát, nhân dân. Để người ta đó là ta tượng, người ta mới nương vào đó, người ta lễ bái hàng ngày, ta nhờ người đó độ cho mình. Nhưng ngày nay khi Đức Thầy ra đời, Thầy là Phật, ngày canh tăng là ngày giả tất cả hết. Ví dụ bây giờ mình có thờ bên đây là Độ Mạng, hôm nay ngày 10/14 rằm 29/30, mình làm cái lễ để mình thỉnh các ngài. Nếu các ngài là vào cái hàng của Tam Bảo thì con thỉnh các ngài vào Tam Bảo. Nếu các ngài là vào cái hàng của Cửu Quyền Thất Tổ thì con thỉnh các ngài về Cửu Quyền Thất Tổ. Thì mình đã gom vào Cửu Quyền Thất Tổ rồi, mình đã thỉnh các ngài về Tam Bảo rồi. Mình không có phải là mình không phải là quỷ bán các ngài, mà vẫn mời thỉnh các ngài vào Cửu Quyền và Tam Bảo, nên như vậy mình vẫn lễ bái. Nó như vậy, cái này chúng ta gọn lại hàng ngày, bắt đầu chúng ta cúng, chúng ta lễ bái các ngài hết, không có bỏ ông nào hết, có phải không? Nó đơn giản như vậy. Vậy thì bây giờ đây là cái ở đằng trước thì ngôi Thông Thiên nó cũng vậy. Nhưng quý vị nhớ rằng mỗi cái bàn Cửu Quyền Thất Tổ, ở đây là ngôi Cửu Quyền, tức là tượng trưng cho bên nội bên ngoại, bên ông bên bà, và bên mẹ và bên cha, là ngôi Cửu Quyền Thất Tổ đây. Thì chúng ta có thể cúng, có cúng món chi cũng đặng. Ví dụ bây giờ chúng ta cúng trái cây, cúng cơm, cúng bánh, cúng nước hàng ngày, đây là chúng ta cúng nơi Cửu Quyền của mình đó. Còn ở nơi bàn Phật, tức là nơi Tam Bảo, đặc biệt Đức Thầy nói về cách cúng Phật cho nên cúng nước lạnh, bông hoa và nhang thôi. Nước lạnh tiêu biểu cho sự trong sạch, bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết, còn nhang dùng đặng bán mùi quế trược. Ngoài ra chẳng nên cúng một món gì khác cả. Bàn thờ ông bà cũng muốn chi cũng đặng, Đức Thầy nói rõ. Vậy thì cái ngôi Tam Bảo này và cái ngôi bà Thông Thiên cũng dặn y như vậy. Một lư hương, một chung nước, một cái chậu bông, đó là đủ rồi đó. Chỉ nên thờ đơn giản vậy thôi, thì cho lòng tin tưởng của mình trở lại tâm hồn. Ở nhà chúng ta trồng bông trang, chúng ta hái một bông trang, chúng ta để vào một ly nước sạch, đó là chúng ta đã cúng rồi đó. Đơn giản vậy thôi chứ không có gì hết. Vậy thì hàng ngày chúng ta cúng như vậy đó, thứ nhất là tinh khiết nè, trong sạch nè, bán mùi quế trược là cái mùi hôi trong cơ thể của chúng ta đó. Khi chúng ta đến với Tam Bảo Cửu Quyền, hơi thở chúng ta nó hôi lắm chứ, nhưng mà cái nhang nó bán đi cái mùi hôi của chúng ta, nó như vậy đó. Thôi thì bây giờ đây, hôm nay nhân sự tùng sự là có anh Hải, tức là anh hai của Ngọc Thái, là anh hai đồng đạo, kể như cũng là người con một cha,
thì anh hai đã thường đến đây để mà ở nhà Ngọc Thái cũng rất nhiều. Sự kinh nghiệm và học hỏi, hiểu biết về cái giáo lý của Đức Thầy thì anh hai cũng đã thâm niên hơn Ngọc Thái nhiều. Cho nên giờ đây đó, để anh hai có đôi lời, thứ nhất là nói về cái ý nghĩa của cái thời cúng mà Đức Thầy đã dạy đó. Nó rất là thâm sâu huyền bí lắm mà chúng ta không thể nào nói một giờ một phút cho hết đâu. Nhưng anh hai chỉ nói khái lược để cho chúng ta nắm thôi, cái này ý thôi. Để chúng ta đặt cái đức tin mà chúng ta ráng mà nó hành trì pháp môn hàng ngày cúng lại lễ bái. Rồi chúng ta phải hiểu biết được cái ý nghĩa ngày Đức Thầy ra đời như thế nào nữa. Thì bây giờ đây đó, anh hai sẽ khái lược thôi. Mà Ngọc Thái sẽ nói lại cái để ý này chút xíu rồi anh hai sẽ nói khái lược qua chút xíu nữa. Ví dụ bây giờ ngày xưa Đức Thầy, Đức Phật ngày đản sanh, ngày hành đạo. Ví dụ bây giờ Đức Thầy chúng ta khai đản sanh là mùa đông, ngày 25 tháng 11, năm kỷ mùi đó là mùa đông. Mà Đức Thầy chúng ta khai sáng mới đạo là vào ngày 18 tháng 5, năm kỷ mão là mùa hè. Có phải là mùa đông và mùa hè không? Còn Đức Phật ngày xưa, khi Đức Phật ngày ra đời thì vào mùa hè, mà ngày thành đạo thì vào mùa đông. Đó, quý vị xem kỹ lại coi, nó trùng hợp như thế. Cho nên Đức Thầy nay dương trần gặp buổi mưa ngâu, phải sớm hứng giọt sương đông hạ là ngay chỗ đó. Chúng ta phải nhớ điều đó. Vậy thôi, gì là mời anh hai đến để rồi có đôi điều tâm sự với toàn thể với cô bác ở đây, để chúng ta còn nghỉ ngơi. Rồi sáng chúng ta xin vào chút xíu nữa chúng ta đi. Một lần nào chúng ta đi phải có ý nghĩa của nó, trong một chuyến đi của mình có giá trị đồng tiền chúng ta đem ra, phải ích lợi, phải đem lại thu nhập của mình. Một đêm đạo đức chuyện trò còn hơn quý vị đọc sách mà tò mò cả 10 năm. Quý vị muốn nghiên cứu cái đạo, dỗ ta chút xíu đi. Chúng ta bây giờ muốn tìm hiểu Đức Quỳnh Giáo Chủ mà chúng ta lật sách này sách kia qua thì nó lâu lắm. Chỉ cần anh hai nói khá lâu chút xíu thôi thì chúng ta nắm được cơ bản rồi. Từ từ, quý vị sau này cái gì không hiểu cứ phone cho Ngọc Thái đi, Thái giải thích cho quý vị nghe, cái gì chúng ta cứ hỏi hiểu đi. Từ từ quý vị sẽ cố gắng làm sao để mà cố gắng tìm một cái mọi cách để liên hệ với Ngọc Thái. Nếu ai mà có cái tâm hướng về thì cố gắng mà nghiên cứu rồi học hỏi rồi cố gắng hỏi Ngọc Thái đi, thì tự quý vị sẽ biết.